trọng tài xác định vẫn sẽ có một quyền đá phạt góc dành cho đội bóng áo cam. Đưa bóng vào, không được. Dứt điểm, tỷ số đã mở dành cho FC Góp. Bàn thắng cực kỳ đẹp mắt từ đội bóng FC Góp và của đội trưởng Văn Thắng. Tỷ số được mở 1-0 dành cho cầu thủ FC Góp. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Một tình huống mà Đạt Khoai đã lao xa không dứt khoát và bóng đã đến vị trí của Văn Thắng. Một cú ngả người và móc bóng cực kỳ đẹp mắt. Hay nói cách khác là một tình huống xe đạp chồng ngược và siêu phẩm đầu tiên ở trong buổi sáng ngày hôm nay đã được tạo ra. Duy Lượng và đảo hướng tấn công tốt, Đình Dương. Dứt điểm, tỷ số được cân bằng, một đều dành cho cầu thủ FC Family. Một sức ép như sóng vỗ bờ của Family và cuối cùng họ đã cụ thể những cơ hội của họ thành những bàn thắng ở thời điểm này. Người đã dứt điểm cuối cùng đó là Đình Dương. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Đình Dương đã tung ra một cú dứt điểm không có quá nhiều lực vì không có quá nhiều đà ở trong pha bóng này. Nhưng trong một tình huống mà thủ thành của đội bóng FC Góp đã không tập trung và không quan sát để có thể đưa ra những quyết định cuối cùng. Và cuối cùng thì bàn thắng đến đối với Family. Sức ép đang rất lớn và liệu rằng FC Góp có thể vững vàng ở trong trận đấu này nữa hay không? Đình Dương không vào, tiếp tục là một cú dứt điểm nữa và 2-1. Tỷ số đã được nâng lên thành 2-1 dành cho đội bóng Family. Người đã ghi bàn ở trong tình huống này đó là đội trưởng Huy Con. Thêm một pha bóng nữa mà thủ thành của đội bóng FC Góp là nhân vật chính để có thể dẫn tới bàn thắng dành cho đội bóng đối phương. Pha bóng 1 không tốt của thủ môn bên phía FC Góp. Và sau đó thì Huy Con đã đưa ra một cú đá bồi rất nhanh. Mọi thứ được đưa ra nhanh, quyết đoán, chính xác và nhịp nhàng. Bóng được đưa bóng ngược về vị trí đáy biên. Đưa bóng vào! Thế cân bằng ở trong trận đấu này đã bị phá vỡ và đội bóng Team Bet cũng đã có được điều họ cần. Lưới của thủ môn Anh Tuấn đã sung lên trong một tình huống bóng mà cầu thủ Team Bet đã phối hợp gọn gàng. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống dẫn tới được bàn thắng của đội bóng Team Bet. Phá bỏ bóng cực kỳ thông minh tới từ Nam CND. Chúng ta sẽ cùng một lần nữa chiêm ngưỡng lại phá bóng này. Phá bóng nửa chuyền nửa sút cực kỳ khó chịu, bóng đi lầm bập. Và tình huống bỏ bóng của Nam CND đã khiến cho thủ môn Anh Tuấn giật mình. Và mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Anh Tuấn khi mà lưới của đội bóng Lê Xá đã rung lên lần đầu tiên ở trong trận đấu này. Tổ chức tấn công trong những tình huống lên bóng của mình. Và đây sẽ là một cơ hội. Tỷ số được mở ở một thời điểm cực kỳ sớm ở vòng đấu thứ hai dành cho đội bóng Minh Khôi. Sai lầm tới từ pha xử lý bóng của cầu thủ bên phía công chính. Và vừa rồi, đội trưởng của đội bóng Minh Khôi đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Dũng Vịt là người đã có một tình huống lạm dụng kỹ thuật cá nhân của mình. Và sau đó, mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát của đội bóng công chính. Khi mà cú quăng chân tới từ đội trưởng Anh Thư đã giúp cho Minh Khôi mở được tỷ số ở trong trận đấu này. Nhưng hàng phòng ngự của đội bóng Minh Khôi một lần nữa đang rất vững vàng trong quãng thời điểm như thế này. Dũng Vịt chuyển bóng nhanh. Một cơ hội quá thuận lợi và chắc chắn bàn thắng sẽ đến ở trong tình huống bóng này. Một đều dành cho đội bóng công chính. Công sức quả thật không phụ lòng người với những gì mà đội bóng công chính đã rất kiên nhẫn để chờ đợi. Họ để chờ đợi và tình huống này, pha thả bóng vừa rồi của Dũng Vịt, nó đã giúp cho cầu thủ của đội bóng công chính có được bàn thắng gỡ hòa dành cho cầu thủ áo vàng. Tình huống chuyền bóng này của Dũng Vịt nó đã thành công. Nó đã thành công để có thể lập công chuộc tội đối với số 21 bên phía đội bóng công chính. Xuân Hải, Minh Góc được chuyền tốt. Một cơ hội thuận lợi, Văn Minh! Tỷ số đã được nâng lên thành 2-1 dành cho đội bóng Minh Khôi. Lần này thì người ghi bàn đó là Minh Hoàng. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này, đường truyền cực kỳ thông minh của Minh Cốc. Phá bỏ bóng điểm 10 tới từ Anh Thư. Một tình huống bỏ bóng và nó đã đánh lừa toàn bộ hàng hậu vệ của đội bóng công chính. Lần thứ hai trong trận đấu này, Minh Khôi đã đẩy đội bóng công chính vào một trạng thái phải bám đuổi tỷ số. Dứt điểm ngay, khá nguy hiểm. 3-1 dành cho Minh Khôi rồi. 3-1 và đó là một bàn thắng. Một bàn thắng một phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ có thể được đánh giá là chơi hay nhất trận đấu này. Một tình huống có thể được nói là bàn thắng theo phong cách ăn cắp rất nhanh tới từ Hữu Thành. Một tình huống ra xếp đá phạt nhanh. Bóng đã vượt qua được tầm kiểm soát của thủ môn bên phía đội bóng công chính và nâng tỷ số cho trận đấu này lên thành 3-1. Có được, đó là tình huống bỏ lỡ trước đó của Văn Huy.
Phi Nguyễn. Lại thêm một tình huống mất bóng nguy hiểm nữa. Bầu Đức ơi! Lần này thì không có sai lầm dành cho đội bóng Thanh Phong. Tỷ số được mở trong một thế trận mà Thanh Phong đang bị áp đảo hoàn toàn. Và lần này thì chính người đội trưởng của Thanh Phong đã giúp cho các cầu thủ FC Thanh Phong có được bàn thắng vươn lên ở thời điểm này. Sai lầm tới từ Huy Nguyễn. Và sau đó nỗ lực của số 33 bên phía đội bóng Thanh Phong giúp cho Bầu Đức có được bàn thắng đầu tiên trong trận đấu này để có thể đánh bại được Đinh Văn Nhật. Tỷ số được mở dành cho đội bóng Thanh Phong. Đưa bóng vào. Bùi Quang Chính đánh đầu chuyền bóng. Dứt điểm. Một đều dành cho Madison cầu quan. Sau rất nhiều những tình huống hãm thành, sau rất nhiều những nỗ lực của Madison cầu quan, cuối cùng đội bóng này cũng đã có được bàn thắng quân bình tỷ số. Mọi thứ xuất phát từ tình huống đá phạt của Quang Huy, tình huống đánh đầu chuyền bóng của Bùi Quang Chính và cú đá nối không cần quá mạnh nhưng nó đầy đủ được sự hóc hiểm của quân Royce. Huy hợp 2-1 dành cho Madison cầu quan. Lại là quân Roy là người đã mang đến được niềm vui bất tận ở thời điểm này dành cho tập thể của Madison cầu quan. Quân mạc thất tận của thủ môn Danh Đức đã không hiểu một lý do gì đã xảy ra ở thời điểm này. 2-1 dành cho đội bóng Madison cầu quan. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Người đã thực hiện quả đá phạt là Bùi Quang Chính. Quân Roy là người đã chạy cắt mặt. Cú đá của quân Roy quá khó, đơn giản là như vậy. Bóng chạm vào mép trong cột dọc khung thành của thủ môn Danh Đức và đã đi vào lưới với sự bất lực của thủ môn này. Tiếp tục là một tình huống lên bóng nữa. Đức Tèo dứt điểm. 3-1 rồi. 3-1, những bàn thắng đến liên tục dành cho Madison cầu quan. Lần này người ghi bàn là Bùi Quang Chính. Đội bóng Thanh Phong họ gần như đang bị sụp đổ ở những phút đấu cuối cùng trong cặp đấu này. Lần này Bùi Quang Chính là người đã điền tên mình lên bảng tỷ số để có thể là một phần thưởng xứng đáng dành cho một trận đấu mà Bùi Quang Chính sẽ là cầu thủ hay nhất trận đấu này. Hai kiến tạo và một bàn thắng. Pha phối hợp vừa rồi đến tận cửa gôn và chắc chắn là sẽ có bàn thắng dành cho Madison cầu quan mà thôi. Trong một trận đấu căng như dây đàn. Trận đấu sẽ được tiếp tục. Đức Tèo đường truyền nhanh, chưa phải là một tình huống dứt điểm cuối cùng. Đức Tèo đưa bóng vào. Xuân Tùng kết thúc. 4-1 dành cho Madison cầu quan. Lần thứ 4 và cổ động viên của Madison cầu quan tiếp tục có được một phen ăn mừng. Mọi thứ đã sụp đổ đối với đội bóng Thanh Phong rồi. Họ đã sụp đổ quá nhanh. Đức Tèo là cầu thủ đã có được một tình huống đi bóng rất nỗ lực trong pha bóng vừa rồi và chuyền bóng thuận lợi dành cho Xuân Tùng. Lần này thì Xuân Tùng đã chính xác với cú dứt điểm cuối cùng của mình để tìm kiếm ra bàn thắng đầu tiên dành cho cầu thủ này ở mùa giải năm nay. Danh Đức rất bình tĩnh. Và đi bóng táo bạo của Danh Đức. Đức Tèo không có thủ môn. Không có người chấn giữ khung thành ở trong pha bóng này. 5-1 dành cho Madison cầu quan. 5-1 và Đức Tèo cũng đã kịp thời có được bàn thắng dành cho riêng mình. Một pha bóng mà thủ môn Danh Đức đã chơi bóng mạo hiểm. Và cuối cùng Đức Tèo có được bàn thắng với tình huống dứt điểm về khung thành trống quá dễ dàng. Tiếng còi của trọng tài Duy Hùng đã cất lên hiệp đấu đầu tiên trận đấu giữa đội bóng FC anh em và trận đấu Thanh Niên Thị Trấn đã được bắt đầu. Xin thưa với quý vị, bàn thắng này được ghi ở giây đầu tiên trong trận đấu giữa FC anh em và cầu thủ Thanh Niên Thị Trấn. Một bàn thắng mà rất có thể nếu như trận đấu ngày hôm nay có được giải thưởng cá nhân thì đây sẽ là một giải thưởng cá nhân chắc chắn đến đối với đội bóng anh em. Bàn thắng ở giây đầu tiên của trận đấu này ở quả giao bóng của đội bóng FC anh em. Một cú dứt điểm ngay sau khi có tình huống giao bóng tới từ đội bóng FC anh em. Cú đá ở một khoảng cách khá xa tới từ đội bóng FC anh em. Cường em có thể đưa bóng vào. Hữu Tuấn một gôi không vào. Vẫn là một tình huống dứt điểm nữa. Lần này thì Thanh Niên Thị Trấn đã thành công. Họ đã để kiên trì đối với Danh Nam. Và cuối cùng niềm vui đến đối với Thanh Niên Thị Trấn ở trong pha bóng này.
Một tình huống mà gần như hàng phòng ngự của đội bóng FC anh em đã bị động hoàn toàn. Chúng ta đã nói về việc Thanh Niên Thị Trấn kiên trì đối với Danh Nam. Cú đá đầu tiên của Danh Nam không chiến thắng được Huy Cháy. Nhưng đến tình huống sau đó, sự bình tĩnh của Danh Nam với tình huống cắt trình thức ngắm của mình. Hành Đen, tỷ số đội bờ dành cho đội bóng FC VR. Quá đẹp mắt dành cho đội bóng VR. Bàn thắng có thể được nói là một trong những siêu phẩm ở trong vòng đấu này. Một pha bóng ra chân cực kỳ quyết đoán của Hành Đen. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Một cú sút đẹp của Hành Đen. Bóng đã chạm vào xà ngang và nảy xuống. Hiệp đua sông. Đưa bóng vào. Vẫn còn. Ra kia. Nhưng không phải, người ghi bàn là Hùng Sơm. Hùng Sơm là cầu thủ đã giúp cho FCB lần thứ hai được ăn mừng. Một cú đá mẫu mực tới từ Hùng Sơm sau khi mà Hoàng Tuấn có một tình huống đâm bóng ra. Hùng Sơm đã đá rất nhanh trong tình huống tiếp đối pha bóng này. Và pha bóng cực kỳ đẹp mắt tới từ Hùng Sơm. 2-0 dành cho đội bóng FC BR. Hùng Sơm là người đã giúp cho đội bóng BR nhân đôi được cách biệt